Chuyên mục Phụ nữ Điện Biên kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, học tập và làm theo Bác, những năm qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ta đã xây dựng nhiều cách làm hay có sức lan tỏa sâu rộng. Từng tổ chức hội, hội viên làm theo Bác từ những việc gần gũi, gắn bó với cuộc sống và nhiệm vụ công tác của mình, góp phần giúp các cấp hội thực hiện hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương. Từ năm 2012 đến nay, Chi hội Phụ nữ đội 6 xã Mường Báng, huyện Tùa Chùa thực hiện mô hình làm theo Bác, tiết kiệm được trên 100 triệu đồng, giúp cho hơn 100 lượt chị có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển kinh tế gia đình. Chị Chu Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ đội 6 cho biết, Chi hội nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, tiết kiệm tiền giúp phụ nữ nghèo. Cụ thể, chi hội phát động mỗi tháng chị em tiết kiệm từ 50 đến 100 nghìn đồng để cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo. Toàn thể cán bộ hội viên nhận thức đúng đắn về sự cần thiết của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong hội viên. 100% cán bộ hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua. Là phong trào phát triển kinh tế, chúng tôi cũng đã thành lập được cả tổ tiết kiệm bên phụ nữ tiết kiệm mà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì chúng tôi đã thực hiện được mấy năm thì cũng đã giúp được nhiều chị em trước đây có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vay được vay không tính lãi. Thì chị em cũng đã biết áp dụng vào khoa học kỹ thuật chăn nuôi trong gia đình để được cải thiện đời sống. Rất là nhiều chị em cũng được nâng lên. Bây giờ cũng có chị thì cũng thoát nghèo. Còn tại bản Kéo, xã Ảng Cang, huyện Mường Ảng, hơn 2 năm qua, hình ảnh các hội viên phụ nữ trong bản quét dọn vệ sinh cùng nhắc nhở nhau không vứt rác bừa bãi trên con đường dẫn vào bản đã trở nên quen thuộc vào ngày 12 hàng tháng hoặc vào những dịp trước ngày nghỉ lễ Tết trong năm. Đoạn đường bản Kéo dài hơn 1 km, vì thế cũng trở nên sạch đẹp, thông thoáng hơn. Đây cũng là một trong những việc làm thiết thực của phụ nữ bản Kéo nói riêng và phụ nữ xã Ảng Cang nói chung, nhằm thiết thực triển khai cuộc vận động 503 sạch, gắn với nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai trong thời gian qua. Chị em chúng tôi thì cứ 12 hàng tháng thì vận động nhau là quét dọn từ nhà ra đường ra ngõ. Nhà mình thì phải là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, ra đường bản, ngõ xóm tuyên truyền cho chị em là cứ 12 hàng tháng thì chúng tôi này vận động chị em là tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch sẽ để tiến tới là xã chúng tôi là sẽ đạt chuẩn nông thôn mới ạ. Nuôi dạy con cái thì chúng tôi gần cả chồng con thì chúng tôi cũng bảo là biết là bảo ban nhau là không vi phạm các tệ nạn xã hội, con cái đi học ra ngoài đường thì cũng phải là viết là theo là cái tiêu chí 503 sạch thì viết dọn dẹp ra ngoài đường cũng thế, ra trường cũng thế, là học hành là cho nó là ngăn nắp học giỏi, là chồng con thì là không vi phạm pháp luật, gia đình tiến tới là ấm no hạnh phúc ạ. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trong những năm qua, phong trào phụ nữ và công tác hội gắn với nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp hội cụ thể hóa trong phong trào thi đua, phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Điểm mới trong việc học tập và làm theo Bác đó là các cấp hội đã tập trung tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung theo tiêu chí 3-0, 3-có và phương châm mỗi cơ sở hội một hoạt động, mỗi hội viên một việc làm với nhiều cách làm hay sáng tạo như sinh hoạt chi tổ phụ nữ, câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, kể chuyện về Bác, tuyên truyền về những tấm gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Từ đó truyền tải nội dung các chuyên đề, thu hút hội viên phụ nữ tích cực tham gia.
các cái phong trào của hội ấy. Ban đầu thì thực ra là chị em cũng không hưởng ứng nhiều lắm, nhưng mà về sau qua các cái buổi tuyên truyền rồi là những cái hành động thiết thực của chúng tôi, những mô hình đề ra thì chị em tham gia rất là nhiệt tình. Và cũng qua các cái phong trào này đấy, tôi thấy có sự chuyển biến rất là lớn trong đời sống của chị em. Cái thứ nhất là về cái tinh thần của chị em ấy. Chị trước kia là chúng tôi ở đây là cái việc thu hút hội viên rất là khó khăn. Chúng tôi không được đạt được trên 50%, nhưng mà hiện giờ chúng tôi đạt trên 70%. Đấy là tinh thần của chị em là tham gia vào hội. Hai nữa là về cái đời sống đấy, thì qua các cái hoạt động này, mặc dù là nhỏ bé nhưng mà chúng tôi hàng năm cũng đã giúp cho một số chị em hộ nghèo đấy, là thoát nghèo đấy. Từ đó mà chị em tham gia vào hội rất là tích cực. Song song với công tác tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh còn vận động hướng dẫn các cơ sở hội đăng ký thực hiện các hoạt động làm theo Bác thông qua việc xây dựng các mô hình phù hợp với từng đối tượng và nhu cầu của hội viên phụ nữ. Trong đó, chú trọng việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Các cơ sở hội đã tích cực xây dựng các mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, tổ nhóm phụ nữ liên kết phát triển kinh tế, nhận ủy thác các nguồn vốn cho hội viên vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có trên 19.300 hội viên được vay từ nguồn Ngân hàng Chính sách Xã hội, Quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo với tổng số vốn trên 724 tỷ đồng. Sự chuyển biến từ học tập sang làm theo gương Bác được hội viên phụ nữ hưởng ứng bằng các hoạt động như thực hành tiết kiệm theo gương Bác với 195 tổ phụ nữ tín chấp, tổ hùn vốn, xoay vòng vốn, duy trì và nhân rộng mô hình nuôi heo đất tiết kiệm, ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm với tổng số tiền hơn 5,2 tỷ đồng. Qua đó đã giúp cho trên 1.700 hội viên phụ nữ vay phát triển sản xuất, hỗ trợ hàng ngàn suất quà và gạo giúp hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân tương ái, 2 năm qua, các cấp hội đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa hơn 60 mái ấm tình thương với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Khi chúng tôi có cái phong trào phát động là làm ống thì tiết kiệm và gói gạo tiết kiệm này, thì chúng tôi cũng phát động toàn diện cho tất cả cho các hội viên cùng hưởng ứng, và chị em cũng rất là nhiệt tình ủng hộ. Mỗi lần để cho đi chợ về thì còn 1-2 nghìn thì mình bỏ vào để tiết kiệm, thì một thời gian thì cái số tiền này thì cũng được nâng cao. Còn chúng tôi thực hiện cái mô hình này từ năm 2010 đến tận bây giờ, thì chúng tôi số tiền cũng được nâng lên, thì chúng tôi cũng cho là chị em mỗi người thì vay 2 triệu để tham gia sản xuất như là mua lợn, mua gà để chăm nuôi ạ. Những cách làm hay mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong việc học tập và làm theo Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh ta đã có sức lan tỏa, làm thay đổi nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, hội viên và phụ nữ địa phương. Và trên địa bàn tỉnh chúng ta thì phong trào phụ nữ tích cực lao động học tập, sáng tạo và xây dựng gia đình hạnh phúc thì được phát động thực hiện trong cả đội ngũ cán bộ công chức viên chức, thế và kể cả phụ nữ nông thôn. Thế và kết quả đạt được thì chúng tôi thấy rằng là thứ nhất là phụ nữ cũng đã nhận thức được cái vai trò phải học tập, phải vươn lên trong cuộc sống, kể cả là có là cán bộ công chức hay là ở nông thôn. Đối với lại cái việc mà gắn với thực hiện làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì cái nội dung này nó là cũng là một cái nội dung lớn và được phát động gắn liền. Thế và kết quả đạt được thì chúng tôi cũng đã có tổng kết giai đoạn trước. Thế và giai đoạn cho đến thời điểm này chúng tôi cũng đã sơ kết. Thế và kết quả đạt được thì cũng có rất nhiều đơn vị thực hiện tốt, đó là thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, huyện Điện Biên Đông, huyện Mường Trà, huyện Mường Nhé. Có thể khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm trong mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái của hội viên, thúc đẩy các hoạt động phong trào thi đua của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong mọi lĩnh vực, nâng cao uy tín, chất lượng hoạt động hội.
Thưa quý vị và chị em, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lây luôn xác định phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Chính vì vậy, thời gian qua, hội đã tích cực vận động hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lây có trên 2.100 hội viên, sinh hoạt ở 50 chi hội. Để nâng cao đời sống cho hội viên, các cấp hội trên địa bàn đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên phát huy nội lực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện cho phụ nữ được nâng cao kiến thức, tích cực lao động sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhất là khuyến khích chị em hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Đồng thời xây dựng kế hoạch, vận dụng nhiều hình thức tập hợp hội viên phụ nữ tham gia các câu lạc bộ, tổ nhóm sản xuất giúp nhau làm kinh tế. Các cấp hội đã phát huy vai trò là chỗ dựa tin cậy cho hội viên luôn đồng hành cùng hội viên trong phát triển kinh tế. Xã Lây Nơi chúng tôi có 16 chi hội, có 3 bản vùng cao. Sự hiện sự chỉ đạo của các văn bản cấp trên thì là Hội Liên hiệp Phụ nữ xã chúng tôi đã chỉ đạo tới các chi hội thực hiện tốt những cái văn bản đấy cụ thể vào từng chi hội. Ví dụ như là mỗi hộ gia đình có một vườn rau sạch và nuôi từ 10 con gia cầm trở lên do tỉnh phát động. Thì là từ những thực tiễn như đó thì là mỗi hộ gia đình cũng phát huy được các mục tiêu mà phát triển kinh tế thì họ cũng biết áp dụng các khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho hộ gia đình khá giả hơn. Hội Liên hiệp Phụ nữ là phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Mường Lây đã bình xét cho các hộ phụ nữ được vay vốn tiếp cận với nguồn vốn như chương trình hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, nước sạch vệ sinh môi trường để áp dụng vào có vốn để phát triển chăn nuôi và sử dụng vốn đấy đúng mục đích. Ở tổ 1, phường Sông Đà, chị Lò Thị Kiêu không chỉ được biết đến là một chi hội trưởng chi hội phụ nữ năng động, nhiệt huyết mà còn là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế để chị em noi theo. Kinh tế gia đình chị Kiêu trước đây chủ yếu dựa vào nguồn thu nhập từ làm ruộng và đánh bắt thủy sản trên sông Đà. Sau tái định cư không còn đất sản xuất, thu nhập bấp bênh. Mặc dù cuộc sống không quá khó khăn, song vốn tính cần cù chịu khó cùng quyết tâm vươn lên làm giàu, chị Kiêu đã bàn với chồng vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội đầu tư trồng rau theo phương pháp an toàn trên 400m2 diện tích đất được mượn của nhà nước ở ven sông Đà. Trên diện tích đất cằn cỗi đã được vợ chồng chị cải tạo tơi xốp. Mùa nào thức ấy, chị Kiêu thường xuyên xen canh gối vụ để lúc nào cũng có rau đi chợ bán. 3 năm qua, sự cần cù chịu thương chịu khó của vợ chồng chị đã được bù đắp, đời sống kinh tế từng bước ổn định và có phần khá giả. Sau khi tái định cư thì đất không có nên là cũng nhờ nhà nước cho mượn đất để làm rau. Trong 3 năm gần đây thì gia đình cũng kết hợp được vay vốn nữa nên là gia đình tôi cũng lấy vốn đấy xong là tiến hành trồng rau. Và trong 3 năm lại gần đây thì rau, từ khi trồng rau thì kinh tế gia đình cũng ổn định hơn vì phương châm là phải trồng rau, phát triển rau và rau sạch, rau an toàn. Gia đình tôi là phải cố gắng chăm sóc rau này, với lại làm theo khoa học kỹ thuật để có rau nó phát triển có hiệu quả hơn. Còn với chị Lò Thị Việt, phát huy vai trò của người đảng viên, chị đã vượt khó, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Năm 2015, được vay 30 triệu đồng vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, chị đã bắt tay vào phát triển kinh tế gia đình. Ban đầu, chị đầu tư nuôi khoảng chục con lợn, nấu rượu, làm đậu để lấy bã cho lợn ăn, vừa không tốn nhiều chi phí mà đàn lợn lại lớn rất nhanh. Thấy có hiệu quả, chị đã tăng đàn lợn lên và chăn nuôi thêm gà vịt. Nhờ cần cù chịu khó lại áp dụng đúng kỹ thuật chăn nuôi nên đàn lợn của gia đình chị phát triển tốt. Mỗi năm chị bán ra thị trường hơn 3 tấn lợn thịt. Không chỉ là người năng động trong phát triển kinh tế, chị Việt còn là người có uy tín, được nhân dân bầu làm bí thư chi bộ bản Hô Luông. Chị đã hướng dẫn cho nhiều bà con và chị em trong bản phát triển kinh tế, động viên các hộ gia đình cùng chung sức xây dựng nông thôn mới.
So với những năm trước kia thì gặp rất nhiều khó khăn, là từ khi được vay vốn của ngân hàng chính sách nên gia đình cũng đã vay và cũng đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong chăn nuôi, thì đến thời điểm này thì gia đình cũng đã khá giả hơn năm trước và cũng đã có tiền để nuôi con cái ăn học và cũng đã làm được nhà cửa và sắm đồ dùng trong gia đình trong sinh hoạt. Trong việc tuyên truyền, thứ nhất là về trong xã Lê Nư đang thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đấy, là một đảng viên thì mình đầu tiên mình cũng phải gương mẫu và vận động tuyên truyền bà con này, góp công này, hiến đất để xây dựng những công trình cho bản, ví dụ như là đường nội đồng này, đường nông thôn, và cũng góp đất vận động bà con hiến đất để xây dựng nhà văn hóa. Có thể nói phong trào thi đua phát triển kinh tế được chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn thị xã Mường Lay hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều chị đã mạnh dạn đưa mô hình kinh tế mới vào sản xuất, tạo ra những sản phẩm hàng hóa mới có giá trị, không chỉ giúp chị em hội viên thay đổi cách nghĩ, cách làm, mà còn phát huy khả năng sáng tạo của mỗi hội viên trong sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Để việc quan tâm, động viên, khuyến khích hội viên phụ nữ tích cực phát triển kinh tế mang lại hiệu quả thiết thực, các cấp hội còn là cầu nối quan trọng cho các hội viên phụ nữ trong việc tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi, cũng như có điều kiện giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị trong trồng trọt chăn nuôi. Thông qua các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, từ năm 2019 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã phân công các chi hội giúp đỡ cho 63 hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Liên Việt Bưu điện thị xã giải ngân cho trên 160 gia đình hội viên vay trên 5 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đồng thời, duy trì 10 mô hình cổ phần tài chính tự quản với số tiền trên 380 triệu đồng, giải quyết cho hơn 200 lượt thành viên trong nhóm vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, đã giúp nhiều gia đình hội viên phụ nữ thoát nghèo, nhiều hộ vươn lên trở thành hộ khá giàu, nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ, làm ăn có hiệu quả, ngày càng được nhân rộng. Những cái vốn mà mặc dù là nó nhỏ thôi, tuy nhiên thì nó cũng giải quyết những cái vấn đề cấp bách trong cái việc phát triển kinh tế cho chị em. Và đặc biệt là chúng tôi có xây dựng các cái mô hình chi hội phụ nữ tiết kiệm để giúp đỡ cho những cái hội viên nghèo có cái hoàn cảnh khó khăn được vay vốn không lãi. Thì qua cái kênh vay vốn và qua các mô hình này thì cái việc mà hội viên phụ nữ xóa đói giảm nghèo cũng đã đạt được rất kết quả rất là tích cực. Thì hàng năm chúng tôi cũng đã thường xuyên giúp đỡ các hội viên phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo. Thì trong năm 2019 thì chúng tôi cũng đã giúp được 10 hộ làm chủ hộ nghèo thoát nghèo. Hiện nay thì hội viên phụ nữ nghèo của thị xã của chúng tôi còn 74 hộ. Thì trong cái năm 2020, với cái việc mà đẩy mạnh các cái hoạt động phong trào tích cực hướng vào đại hội đảng các cấp, thì chúng tôi mục tiêu chính là sẽ giúp đỡ cho 100% các cái hộ nghèo làm chủ hộ được tiếp cận các nguồn vốn vay và được tiếp cận các cái chương trình giúp đỡ của hội phụ nữ các cấp. Và phấn đấu là trong năm 2020, chúng tôi sẽ giúp đỡ trên 50% trong tổng số hộ nghèo là do phụ nữ làm chủ hộ được thoát nghèo. Với những cách làm hiệu quả trong hỗ trợ chị em phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Mường Lay đã giúp hội viên phụ nữ thêm động lực phát triển sản xuất kinh doanh, thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Phụ nữ Điện Biên của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên.